Xin chào tất cả các bạn, lại là Hào đây. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Hello Hào. Một tuần trôi qua rồi thì hôm nay Hào sẽ lại sơ lược với tất cả các bạn về một tuần vừa rồi Hào đã làm được gì và nó như thế nào nhé. Tuần vừa rồi thì đó là cái tuần thứ hai mà Hào training với công việc mới của mình, đó là roving manager. Là Hào đã train được 3 nhà hàng rồi, thì hiện tại thì Hào đang tập trung làm trong 2 nhà hàng, tại vì những cái người mà manager trước đó họ đã nghỉ và bây giờ phải có người thế vào, thế là Hào thế vào 2 nhà hàng đó. Thì thời gian biểu hiện tại rất là bận rộn, tại vì mỗi ngày là một chỗ làm khác nhau và thời gian làm khác nhau. Có bữa thì làm buổi sáng, có bữa thì làm buổi tối, có bữa thì làm buổi giữa giữa. Thì các bạn biết không, đi tập thể dục, đi tập gym cũng rất là khó khăn, tại vì hồi đó là họ làm buổi tối thôi, chỉ có 2 ngày làm buổi sáng là thứ bảy chủ nhật. Bây giờ thì đổi lại xáo trộn luôn hết, có nhiều khi đi làm buổi sáng sớm, tối về thì đi tập gym rất là trễ, tại vì nếu các bạn biết đi tập gym vào khoảng 5 giờ cho đến 7 giờ thì rất là đông, thế là phải đợi đến khoảng 7 rưỡi 8 giờ bắt đầu chui gym tập 2 tiếng đồng hồ, về là 10 giờ xong chẳng có thời gian gì cho mình hết, thế là về leo lên chuồng ngủ luôn. Thực sự là công việc mới Hào rất là thích, tại vì mỗi một ngày Hào gặp những người khác nhau, họ làm ở những chỗ khác nhau và có những cái tình huống xảy ra khác nhau nữa. Hiện tại là sẽ như vậy, nhưng mà thực sự là không biết là sắp tới sẽ như thế nào. Tại vì Hào là một con người rất là dễ chán. Nhưng mà hy vọng rằng ở tuổi 30 này thì mình sẽ có thể suy nghĩ chín chắn hơn và có thể quyết định ra được con đường mình đi chín chắn hơn. Cũng không quên khoe với các bạn là hôm nay Hào mới đi cắt tóc. Cắt ngắn hơn chút xíu. Có vẻ là không quen, nhưng mà Hào thì rất là thích đổi kiểu tóc mỗi lần mình đi cắt tóc. Không biết là tại sao, tại vì cứ nhìn hoài thấy chán, muốn làm đổi làm mới mình nên. Đợt này cắt ngắn chút xíu, nhưng mà lần sau chắc là sẽ để dài hơn. Thì để coi làm sao, coi mọi người sẽ có suy nghĩ thế nào. Các bạn nếu thích kiểu tóc này của Hào, đừng có quên là comment cho Hào biết nhé. Rồi các bạn thấy không, hôm nay là camera lại đem vô tới phòng ngủ luôn rồi. Và đây chắc có thể là một cái góc quay khác, một quay mới mà Hào đang thử coi nó sẽ phù hợp với cái vlog mình như thế nào. Và nói về công việc mới á, thì có một cái thực sự là một cái hung tin, cũng không phải là hung tin, nhưng mà cũng một cái tin rất là không có vui, là tại vì các bạn cũng đã biết đó, nếu các bạn coi trong báo đài á, thì Corona hay là COVID-19 đã tràn vào nước Mỹ. Và đây là một cái điều mà thật là trùng hợp là Hào ở ngay cái bang đó là Washington State, thành phố Seattle. Thì đây là cái bang đầu tiên mà có người Mỹ chết. Nói đúng ra là người Mỹ, người đầu tiên chết ở Mỹ là ở cái bang này. Và cái người đó ở cái thành phố mà chỉ cách Hào khoảng 30 phút chạy xe thôi. Công việc bữa giờ rất là chậm. Mặc dù là làm training những cái nhà hàng mới, nhưng mà cái business đó rất là chậm. Một cái điều mà hơn đó là Hào là manager, là Hào trên có những cái lương tháng của mình cũng như là benefits, là những cái lợi ích của mình mỗi một tháng, nên là Hào không có sợ là bị cắt. Nhưng mà những cái người mà servers hay là bartenders hay là host này nọ, những người khác mà làm theo là hourly, có nghĩa là làm giờ đó, thì rất là tội nghiệp họ, là họ bị cắt rất là nhiều. Và cũng nhân cái dụ ngày hôm nay mà Hào muốn nói về một cái vấn đề mà có thể là tất cả mọi người đang rất là bàng hoàng, lo sợ, khủng hoảng tinh thần như thế nào đó. Đó là đại dịch Corona. Nhưng mà để trước khi vào nói về cái chuyện Corona đó, thì Hào muốn các bạn phải thật bình tĩnh và lúc nào cũng phải bình tĩnh, bởi vì Hào muốn cho các bạn hiểu thêm về Corona là cái gì và Corona sẽ ảnh hưởng đến các bạn như thế nào. Tại vì hiện tại đó, có rất là nhiều báo mạng, báo đài, nhất là Facebook, thì các bạn biết không, fake news là tin báo lá cải á, tràn gian trên Facebook. Mà các bạn phải hiểu rằng một điều là báo lá cải là gì. Báo lá cải là làm ra những cái tin giật tích lên để người khác đọc. Và khi mà mình nhấn và mình đọc á, thì nó sẽ được tiền. Đó là lý do mà tại sao những cái tờ báo nó có những cái tin giật tích lên như vậy, là tại vì nó muốn mình nhấn vào. Khi mà mình nhấn vào thì nó sẽ có tiền. Đó là như vậy. Nên đừng có để mà bị lừa vào những báo lá cải. Và Hào xin cam kết với tất cả các bạn rằng những lời Hào nói sẽ được dựa trên khoa học là thứ nhất. Thứ hai là thông tin chính xác của cái bang họ ở, cái nơi họ ở, và cả nước Mỹ nữa. Và Hào cũng sẽ có trích dẫn với các bạn vào những cái bài mà Hào đọc ở trên cái clip này.
thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Corona. Và hy vọng các bạn sau cái video này sẽ bình tĩnh lại, sẽ có thể tập trung lại và nghĩ đến bước tiếp theo mình sẽ làm gì nhé. Corona là gì? Coronavirus hay gọi là COVID-19 vào tên khoa học, khi mà những nhà khoa học đã xác định đặt cho nó một cái tên là COVID-19, nhưng mà bây giờ thì thường người ta vẫn gọi là coronavirus. Coronavirus là một cái con virus được chuyển từ động vật đến người. Đây là một cái bệnh mà thì có hiểu nôm na rằng nó sẽ có những cái dấu hiệu và triệu chứng như là bệnh cảm cúm, có nghĩa là các bạn sẽ có nóng sốt nè, các bạn có thể chảy mũi nè, rồi các bạn có thể ho, và một điều đặc biệt là bạn của coronavirus là bạn sẽ ho khô, và bạn sẽ trong vòng khi mà coronavirus nó bắt đầu phát triển thì bạn sẽ có những cái hơi thở ngắn hoặc là khó thở. Nếu các bạn đã có những triệu chứng này đó thì đừng vội mà hoảng loạn nhé, tại vì đây cũng có thể chỉ là một bệnh cảm bình thường, bệnh cúm bình thường thôi, và nó vô tình thì nó lại rất là trùng hợp. Thì các bạn nên liên lạc với bác sĩ của mình là thứ nhất, sau đó nói chuyện với bác sĩ để có thể có thuốc điều trị hoặc là có thể đi xét nghiệm. Cũng nhớ rằng đừng có hoảng loạn đến mức độ mà phải đi cấp cứu hoặc là emergency room, tại vì hiện tại đó thì có rất là nhiều mà người đang có cái mùa cảm cúm là cái mùa này, mà nếu mà ai cũng nhào vô emergency room á thì không có thể chỗ mà chữa bệnh cho những người khác. Coronavirus có thể truyền từ người sang người rất nhanh với những cái hoạt động rất là bình thường, như là người đó đang ho nè, hoặc là hắt xì nè, hoặc là người đó đứng gần bạn nói chuyện với bạn, trò chuyện với bạn, bắt tay bạn, sau đó mà bạn không có rửa tay, đó là bạn touch lên mặt hay là mặt mũi mình, thì mình sẽ rất là dễ. Thì nói tới đây các bạn có thể hiểu là nếu như các bạn mà cỡ tuổi của Hào, các bạn trẻ hơn, các bạn có một cuộc sống lifestyle rất là healthy, rất là khỏe mạnh, ăn uống khỏe mạnh, ăn uống bình thường, các bạn chăm sóc bản thân các bạn rất là tốt, thì bạn là những người không nên lo lắng về coronavirus. Vậy thì nói tới đây thì chúng ta sẽ có hiểu là nôm na cái virus này cũng có thể là một cái virus giống như là bị cúm vậy đó. Thì trên thế giới đó mỗi năm đó, có biết bao nhiêu ngàn người chết vì bệnh cúm, mà đó là những cái thông số mà không có được liệt kê ra. Nếu như mà bạn là cái người mà trẻ như Hào, bạn là một người healthy, bạn là một người có một cái lifestyle rất là healthy, các bạn tập thể dục thường xuyên, các bạn take care of your body, yourself, thì các bạn ăn uống rất là điều độ, và các bạn là cái người không phải dễ nhiễm bệnh, thì các bạn phải là những cái người mà không nên lo sợ và không nên freak out on the internet, hoặc là các bạn không nên share những cái fake news, tại vì đó là những cái điều mà không có thật. News á, những cái tin báo lá cải á, hoặc là ngay cả bên Mỹ nè các bạn, những cái báo mà nó nói về coronavirus á, nó chỉ nói là người đầu tiên ở Mỹ đã chết ở Washington. Hết. Nó không có nói là người đầu tiên ở Mỹ chết Washington là một người đàn ông lớn tuổi. Cái thứ hai, người đàn ông lớn tuổi đó đến từ Wuhan, là đi về từ Vũ Hán. Mà người đàn ông lớn tuổi đó đã có sẵn những cái bệnh trong người rồi, nên khi mà người đàn ông này bị virus, bị corona, thì đó là giống như là hết thuốc chữa. Còn nếu như mà những cái người mà như mình như thế này, những người trẻ khỏe như thế này á, không có nên lo. Những cái người mà các bạn nên lo đó là ba mẹ chúng ta, ông bà chúng ta, đó là những người chúng ta nên lo lắng, bởi vì họ lớn tuổi và họ có thể có những cái bệnh, thế họ nên lo. Thằng Hào nó nói hay quá, bây giờ lỡ bị nhiễm rồi sao? Nếu bây giờ, ví dụ nha, Hào là người bị nhiễm, thì Hào cũng sẽ không có sợ và không có phải là freak out. No, sợ thì vẫn sẽ sợ, nhưng mà không, tại vì cái bệnh này đâu có thuốc chữa, chưa có thuốc chữa mà, chưa có vaccine mà. Nhưng mà họ sẽ vẫn rất là bình tĩnh, tại vì sao? Tại vì theo như bộ Y tế Thế giới, WHO, thì 80% người bị nhiễm corona là chỉ là mild. Mild ở đây là trường hợp rất là nhẹ, có nghĩa là bạn sẽ chỉ bị cảm cúm. Đó là tại sao này họ nói là cảm cúm là coi như corona là coi như bị cảm cúm. Thì khi mà bạn cảm cúm thì bạn chỉ cần là nghỉ ngơi, bạn chỉ cần uống thuốc, bạn đi bác sĩ,
rồi sau đó là bạn sẽ hết thôi, chứ không phải là bạn bị corona giống như là bạn coi những cái phim kinh dị, bạn gặp zombie nó chạy tới nó ăn thịt bạn và bạn không thoát được, bạn chết. Hoặc là bạn xem những cái phim mà horror movie nhiều quá, rồi tự nhiên cái có những cái đại dịch như ở trong cái phim gì đó họ không nhớ, thì đại dịch gì đó rồi mắc dịch như Việt Nam mình nói mắc dịch là cái chết. No, không phải vậy các bạn ơi. Corona là một cái virus, nó phát tán rất nhanh, nó không có thuốc chữa ngay hiện tại. Nó sẽ không phải là không thuốc chữa, nó là một cái virus mà nó có thể chuyển biến cái tình trạng sức khỏe của bạn đến điều tồi tệ nhất, đó là bị viêm phổi cấp và bạn sẽ không thể sống nữa. Nhưng mà nhớ là một lần nữa, hồi nãy Hào nói gì? Nó chỉ thích những người lớn tuổi, nó chỉ thích những người có cái chất đề kháng yếu, nó chỉ thích những người đã bị bệnh rồi, và cái thành phần nó thích là những người từ khoảng 40 mấy tuổi trở lên, là khoảng ba mẹ của mình và tuổi của ông bà mình. Rồi chưa hết, cái thông tin mà rất là mắc cười ở đây nữa là nhiều người nói là có nhiều trường hợp không được báo cáo, Trung Quốc nó giấu, Việt Nam giấu, Mỹ giấu. Nhưng mà các bạn có thấy là thống kê thế giới là bao nhiêu người đã chết, bao nhiêu người đó bị mắc bệnh mà đa số là ở Trung Quốc. Thì bây giờ cái dịch bệnh nó đang bắt đầu phát tán ra. Nhưng mà khi mà nói về cái vấn đề là không có những cái case mà, những cái trường hợp mà không có thông báo lên á, tại vì những cái trường hợp đó, hồi nãy họ đã nói rồi, là những cái trường hợp rất là mild, rất là nhẹ, họ không biết họ mắc corona, tại vì đây là một cái virus nó sẽ làm cho mình bị cảm cúm. Và nếu như mình là người khỏe, trẻ và mình có sức đề kháng tốt thì mình sẽ vượt qua. Thì đó là được gom vào những cái trường hợp mà không được report. Thì khi đó nó báo, nó sẽ nhắm vào cái đó, nó biết bạn rằng bạn sẽ là lo sợ khi mà nó nói là những trường hợp không được thông báo, bị giếm này nọ. Mình, những người mà bấm vào coi, những người mà không biết rõ về nguồn gốc cũng như là không tìm hiểu về rõ về căn bệnh này á, thì sẽ rất là lo sợ và hoảng sợ. Và từ đó là mình bắt đầu, Facebook là một cái công cụ rất là mạnh mà có thể lan tỏa thông tin cho tất cả mọi người và rất là nhanh, chỉ trong vòng một click thôi các bạn. Thì khi mà bạn không biết rõ về cái vấn đề này, bạn share với những mọi người khác, những người khác không biết rõ về này, họ chỉ nghe và đồn ngoài tai thôi, rồi tự nhiên bắt đầu cả một cái thành phố, cả một cái đất nước, cả một cái thế giới bắt đầu hoảng sợ và rơi vào trong cái tình trạng là không biết gì, mà làm cho bản thân mình rơi vào một cái trường hợp nó trầm trọng hơn. Ví dụ như là người Việt mình ở bên này, mắc cười lắm các bạn, nhào vô Costco. Costco là một cái nơi mà bán hàng, như hồi đó mình có Metro ở quận 2 đó, thì bên này nó có Costco là cái nơi bán á. Người Việt mình bên này, người châu Á mình bên này đi vô Costco gom hết, không còn một cái gì hết, mà gom gạo nè, gom giấy vệ sinh, giấy toilet, gom nước. Mà cái vấn đề mắc cười nhất á, là ở Mỹ á, đa số hầu hết những nước Mỹ, thành phố nước Mỹ là uống tap water, là uống nước từ trong cái vòi sen chảy ra, chỉ một vài nơi là không uống được thôi thì mới đi cần đi mua nước. Bang của Hào uống toàn nước tap. Thì nhiều người á, qua Mỹ lâu maybe không uống nước tap thì đi mua hết nước của người ta, rồi mua hết gạo luôn các bạn, rồi mua giấy vệ sinh. Mà mua giấy vệ sinh làm gì? Nhiều người mua giấy vệ sinh á chồng như nè, mà trong khi á corona đâu có nhiều dẫn chứng là bị diarrhea, mà mua làm chi dữ vậy? Rồi lỡ dính nha, rồi để đó ai xài? Mà trong khi á, cái vấn đề ở đây đó là nhiều người họ đi Costco á, có những người họ có Costco là vì họ gia đình đông con, họ nhiều tầng lớp thấp á, họ để dành tiền, rồi họ ghi một cái danh sách là họ muốn mua cái gì. Thì có nhiều khi họ đi Costco là họ chỉ đi 2 tháng một lần, hoặc là họ đi 6 tháng một lần, tại vì gia đình họ không có khả năng như thế nào đó. Rồi bây giờ người mình vô, tự nhiên cái nghe báo đài nói là một người chết này nọ, bắt đầu nhào vô đổ xô đi mua hết đồ. Rồi những người khác làm sao, đúng không? Các bạn thấy là cái tin đồn và cái tin truyền, mà khi mà mình không có hiểu được cái vấn đề thì nó lại ảnh hưởng và nó làm loạn hết cả một cái xã hội. Và thực sự nói ở đây không phải là để chỉ trích hay là
để phê phán, mà nói đây để là hy vọng rằng các bạn có thể hiểu hơn về cái đại dịch này. Cái đại dịch này không phải là một cái sự nào đó tồi tệ mà nó đụng mình một cái là cái mình chết. No, không phải. Vậy thì các bạn ơi, các bạn đừng có để những cái thông tin mà không đúng, không chính xác, nó làm cho mình lo sợ và hoảng loạn lên. Bây giờ cách phòng ngừa tốt nhất đó chính là rửa tay. Họ rất là thích cái mà video mà Bộ Y tế đã phát trên TV á, với lòng nhạc vô á. Nó cái đó nó được lên tới cả đài truyền hình của nước ngoài luôn các bạn, như là nước Oliver. Của Oliver là cái người mà có một cái show vào trên truyền hình. Thì ông ấy đã rất là biểu dương Việt Nam và đã có được một cái thông điệp rất là hay và thú vị đến cho người dân của họ. Cách để mà có thể đẩy lùi corona đơn giản nhất đó chính là rửa tay. Và rửa tay chỉ có như thế thôi. Cái thứ hai là không được hạn chế đụng vào mắt, mũi, miệng, đụng vào mặt của mình. Hạn chế đi vào những chỗ đông người, tiếp xúc với những người bị bệnh. Hầu như là không nên tiếp xúc với những người bị bệnh. Và đó là tất cả những gì mà Hồng muốn chia sẻ với tất cả các bạn về cái virus corona này. Hy vọng rằng sau cái video này các bạn có thể bình tĩnh hơn, có thể hiểu hơn về những gì mình đang đối diện. Sợ thì ai cũng sợ, nhưng mà phải thật sự bình tĩnh, bởi và phải hiểu rõ cái vấn đề là mình đang đối đầu với cái gì, mình đang sợ cái gì. Thì khi đó mình có thể bắt đầu mà có thể sắp xếp công việc của mình, và mình có thể hiểu là mình nên cần làm cái gì trước, mình nên chuẩn bị như thế nào. Cái Hào nghĩ là cái cần mà chuẩn bị bây giờ đó là cần chuẩn bị làm sao để mà không có bị thất nghiệp và không có bị đói trong ngày mai. Tại vì cái corona đụng mình chưa hẳn đã chết, nhưng mà ngày mai ai cũng nghỉ hết, không ai ra đường, không ai làm ăn gì nữa hết, thì lúc đó là sẽ đói. Ngay cả Hào bây giờ vẫn đang sợ đói, bởi vì bây giờ không có sợ corona, mà sợ đói là tại vì sao? Tại vì công ty đang bắt đầu cắt giảm này nọ, mà tháng 4 này Hào sẽ đi chơi vacation, mà lỡ mà trở về một cái nó nói một cái bây giờ lỗ quá, thôi tao cho mày nghỉ, là lúc đó đi đời luôn. Thì các bạn cứ thử nghĩ đi, sợ chết mà trong khi chưa có biết là chết hay không, và sợ đói mà sau khi đó là không có biết làm cái gì, thì các bạn sẽ sợ cái nào hơn? Tao nghĩ là cái này sẽ một cái ý là tốt mà muốn chia sẻ với các bạn, là tại vì chúng ta cùng trong một cái hoàn cảnh như thế này, thì chúng ta hãy phải thật sự bình tĩnh để hiểu rõ mình đang đối diện với gì, và mình sẽ có những cái biện pháp và phương pháp để mình phải đối diện nó ra sao. Hy vọng là qua video này các bạn có thể có thêm một chút kiến thức nào đó sâu hơn về corona, hiểu hơn về cái virus mà chúng ta cả toàn cầu đang có phải đối mặt với. Hãy nên nhớ bình tĩnh, bởi vì chết chắc chắn chưa chết, nhưng mà đói chắc chắn có thể đói. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào. Và đừng quên nhấn nút like, share, subscribe kênh YouTube này nhé. Bye bye.